Nè các bạn, nhìn nè, bây giờ dây cứng quá biết làm gì, giờ lấy xe kéo nè. Rồi, cái gì vậy? Coi chừng nó bị vướng qua bên đây luôn nè tè. Cái gì vậy? Đây, để tôi lấy cái cần lên cho. Rồi, lộn nó qua đây, giờ kéo đi. Đây nè các bạn, lấy xe kéo nha các bạn ha. Thử cuộc à. Đứt luôn rồi. Dạ các bạn. Đây là sợi dây còn là dây BE không hả các bạn ha. Tắt đèn xe rồi. Nè các bạn coi dây nè, sợi dây này nè. Dây BE này nè. Bởi vì mình gịch tay gịch không nổi. Nó dính chì á. Dính lưỡi thì không sao, tại dây thẹo dưới là sợi dây cước. Còn trên là sợi dây BE, bởi vậy nó hay bị dính. Đây là mình quay con cá trình cho các bạn xem nè. Hình như mấy cần ta? 2, 4, 5. 5 cây. 5 cây. Mình có 1 cây à các bạn. Cây của mình đây. Đây là thầy. Thầy mà câu của mình ở ngoài Mũi Đồng Chanh nè. Thầy xài 2 cây. Đây là các bạn, cho các bạn xem cá trình của thầy mới dính nè. Bữa nay thầy có 3 cây hả thầy? Bữa nay 3 cây số đẹp hay gì á. Nè các bạn, cho các bạn xem cá trình nè. Đây, cá trình cỡ này nè. À. Cá trình này chắc chết rồi. Đây các bạn. Đó, các bạn thấy cá trình không? Con cá này chắc khoảng nửa ký là hơn. Nè các bạn. À, các bạn nhìn cầm tay của mình nè. Mình cầm cá này mà. Hỏi cá trình thôi sao không bự. Nó dạng hàng hiếm mà lo hàng khủng luôn á. Còn tay mình cũng mới bị cá trình cắn nè các bạn. Tèo nó mới dính được con cá trình. Mình bóc làm sao mà nó cắn, máu chảy quá trời chảy luôn. Nãy xuống là xóm mà quay con cá trình bự rồi, kéo đã tay luôn. Dạ. Thôi kệ, lát còn vài con nữa. Từ từ. Giờ đèo làm thẻo rồi nha các bạn. Đằng kia cũng có một ông đang câu cá cháp nữa kìa. Hình như là ông về xuống lúc dưới kia. Mồi mình câu bữa nay là mồi mực với mồi hà su. Hai loại mồi nha các bạn. Hồi nãy dính là dính mực phải không? Tại con nó bự quá, cắt nó da luôn á tèo quá. Bữa có mấy con bự câu đã. Con gì? Con hà nè. Đúng rồi, hà này có bự có nhỏ. Bây giờ là dính được 2 cá trình rồi đó các bạn. Thầy một con, tèo một con. Bữa lên cầu. Cầu nào? Cầu ở đây mình chạy lên cái cầu một bự đấy. Cầu Hà Thanh. À, cầu không có con cá. Cầu đó mà câu cá gì? Hả? Cầu đó nước nó cạn queo à. Cá đâu câu? Không, cầu ở trên cầu bự ở trên đó. Cầu Dừng Xây. Ờ. Ừ. Cầu không có con cá nào ăn. Câu trên đó biết xài mồi gì không? Mồi gì? Mồi tôm. Tôm hả? Ờ. Tôm luôn. Bữa câu trong đó là câu mùa tôm. Tôm với mực luôn á.
Tại vì ở trên đó câu chủ yếu là kiếm cá úc á, với cá chì voi. Ở trên có cá chì voi chứ bộ? Có, bữa ông lại kia ông quất con đâu 2 ký mấy 3. Dính anh Tài, dính anh Tài. Hả? Nè các bạn, cá nó mới nhấp tèo, tèo nó là nó chạy kìa. Câu ở đây thì quăng ra chừng giữa sông rồi các bạn ơi, gọi là cặp mé thôi. Tại vì dưới nó đá, dưới là câu cá ngát, cá mù ếch, cá trình rồi mà. Ra giữa sông sâu á thì nó không có dướng cái gì á, nhưng mà cá lù đù dữ lắm. Câu nếu mà câu cá lù đù ra quăng ra giữa sông. Cá lù đù chùm. Đây là chiếc ghe tè nè. Dạ. Gì vậy? Hả? Đây thầy thấy dây đi em cột cho. Cặp sát cặp bên hông rồi không? Ôi nó chạy nó chụp cái vô rồi. Về ra đi. Lúc cho đất cầu rồi. Thôi đi 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 cái lũ lên nè. Hồi nãy con đậu xuống đây nè nè mày ơi. Nghe mạnh đi. Tự nhiên nước đang lớn lũ này ra kia chị. Kêu là nãy kêu đậu đằng kia đi. Nghe mạnh đi con. Nghe cái rồi, nghe từ từ đi. Ra nước lớn lớn một cái là nó nhận kìm luôn á. Rồi đánh lái rồi đi. Rồi đi. Đánh lái qua. Đánh lái qua. Tới em tới đánh lái qua, đánh lái qua. Nó gì xuống cái cột. Rồi ve đánh lái qua luôn, ve đánh lái qua đây luôn. Ve đánh lái qua luôn. Sao nghĩ sao lũ dưới đây ta, nước lớn mà lũ dưới đây. Ve luôn, ve luôn. Rồi 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 vậy được nè, giờ lên xuống lấy lên đi. Thôi đừng ra, đừng có ra nữa. Nhiều lũ đây, nước lớn lũ đây. Dính ba cái hào nè. Đó, dính cái hào nhảy xuống. Leo xuống, bước ngay thềm đó. Đừng có ve gì nữa con. Đừng có ve nha, nó đang ve té tay á, đừng có ve. Đứng khéo khéo nha, gì nè, khéo khéo nè. Nhập, nhập, nhập số, nhập số nhẹ thôi. Té tay lên nó được chưa? Lên chưa? Thôi 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 thôi. Để nó leo lên đi pha hả? Nó thôi thôi. Lúc cái đầu xuống đi. Nó té tay không dục. Không không. Không không, để nó leo đi pha, để nó leo lên cái hả? Trời mày ve lại đằng đằng đi. Không ve cái đằng đây là cạn không có được đâu, lắm cạn. Đâu có vô được mày vô. Được rồi. Leo lên. Vô sao mà lên? Sao hết lên được?
Đi dưới tài ơn. Đi theo chiếc ghế tè này ngon mà. Đi theo quay rồi à, quán dây được rồi. Rồi thêm một cao thủ xuống nữa kìa. Trời ơi, đây là các bạn. Cái ông này quay mình quay ở ngoài Mũi Mình Chanh à. Hôm nay mình chủ chú hai cá cơm. Rồi cô có lấy vòng rồi Phương lấy. Thôi bịch này mà cũng mới vòng trời. Ồ, cá cơm ngon ha. Ừ. Mấy cái xảo lên cô hai. Cái cơm này làm cái gì à? Cá cơm này làm mắm là chum. Cơm nhỏ quá. Con đưa mấy cái xảo cô hai lên cơm tốt. Có bảy cái xảo luôn, hãy mấy cái đưa. Cái xảo căng không? Hả? Cái gì cũng căng hết, cái chảo trong xô. Nhỏ mà ngon. Các bạn thấy không? Này nó xù cái thay con tôm của người ta. Bỏ cái tay lại á. Đó. Thấy hai con tôm. Bốn ngón rồi đó các bạn ơi, bốn ngón rồi đó. Bốn rồi. Năm. Tí nữa năm ngón. Này con tôm nữa kìa. Ờ, bỏ mấy lại tôm mấy lóng rồi. Tao. Mày lóng rồi mày. Con là lóng đó. Con lóng á. Đó mày lấy con cá phai luôn rồi mày tới ba lóng. Có ai cho mượn hả? Làm coi làm gì có ai cho mượn nè. Khỏi là mượn của nó. Trời ơi, tao nói thiệt. Hố nhỏ luôn á. Đó giờ mày mượn của ai mà giờ mày mượn của nó. Phải mượn của mày. Mày mấy đóng tay đó nha. Này 300 kg không mấy con trai. Ừ. Hơn hả? Món tôm mà con cá. Kè vô kìa, không lò kéo đi. Đó ghe nhiêu vô đó. Ghe nhiêu vô. Ma vô á. Đó vô đó. Đó cái đèn ống sáng rồi. Cái đèn sáng rồi các bạn. À có mấy bịch cá sơn để riêng trong bịch luôn đi lắc đưa luôn. Ờ cá dê không phải cá sơn không? Lấy xảo lên con. Nãy. Lấy xảo lên mới đổ vô. Nhiều hộp rồi thầy ơi. Nhiều hộp rồi. Nhiều hộp hả? Mưa có cá gì đâu. Cái sơn mập mập không có gì đâu. Nhiều hộp rồi, nhiều hộp rồi. Con chắc mưa đắm mây mà ha. Cái mưa này đâu lớn đâu. Rồi cuối tuần về à. Hả? Mưa về à. Phải nước ít căng. Cái về hả? Nước quá. Mà để vừa căng sao muối được. Muối sao nó tươi cả. Lấm đi. Sao lông cả? Sao lông nó lắm. Sao lông con được không? Sao lông con nhé. Sao lông con nhé mấy con. Rồi mưa tự nhé. Sao lông trước à.
mưa trời mưa mưa gì trước mưa có dù rồi lo gì thôi tao chịu không nổi đâu mới về đây rồi. Ôi, trời ơi. Ê Hải, cái trái con không có hai để có sơn với con hai để mịch trăng lắm trừ bớt nước hết con. Có sơn á, mấy mịch có sơn á. Không có sơn đâu. Dạ có mịch cả. Vậy là không có hả? Có này con mịch nè. Con có mịch thôi, con mịch thôi. Cái này có sơn. Có sơn. Cái con này hơn hả mày? Hả? Hả? À. Cái cá mai đâu có mai đâu rồi để cá mai để lại căng riêng cá mai căng riêng không có lựa rồi căng riêng có mấy cái xảo hả Hải căng đi đổ vô rồi để nữa xảo rồi đóng vô rồi đóng rồi 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 xảo nó xài rồi cái ghe con mười hả cưng ghe ghe con mười không cái người kêu xuống á thì chị hơi phải gì cái người ta thì chị khỏi canh. Đây là thầy làm gì vậy? Tôi cũng cần rồi. Rồi. Thôi ta đi đây. Ta đi đây. Trời thì có người nào cũng được, có người nào có gì thôi, chứ con chi. Rồi để lên Hải coi nè con. Để coi cho con ăn rồi thầy cũng cần rồi nha các bạn. Mưa rồi nha các bạn. Thầy dính con cá trình thầy về luôn rồi. Mưa rồi đây. Có dù mà. Còn nữa không? Để lên đi giờ con hai căng lên đây muốn. Ba cây ta. Ba cây đủ không vậy? Ba cây lên mua cho cháu vậy con mình hai cây đủ hết đâu. Được, con hai trên đây trên nó tươi bớt mất cái sơn. Cái này nó cái sơn. Cái này cái ba bỏ kia rồi. Cái này cái sơn nó để riêng. Các bạn, bây giờ mình giới thiệu cho các bạn cái cây bẻ gai nè. Đây. Ông anh ông chế ra nè các bạn, cây bẻ gai. Các bạn nhìn nè, thấy không? Đơn giản à. Cây này là dùng để bẻ mấy con cá gai cá ngát. Con nào có cá tra đồ á, câu cá tra hay cá mà có gai á. Mà có ngạnh như là cá ngát á, cá dồ này kia á, mình sẽ cái này mình bẻ gãi lẹ lắm. Mình đưa vô cái mình gặt qua cái là xúc à, đây là gãi à. Còn ông anh này cũng câu mồi trùng nha các bạn ha. Trùng biển với ốc mượn hồn. Đây là ốc mượn hồn nè các bạn. Hồi nãy xảy hết con cá ngát, cái gì cũng biết. Nó lôi vô đá sảy cây này nè, cây này của con tèo nè các bạn. Mấy cây này có cây nào ăn nè, nó mới nhóc rồi. Hồi nào dính cái mình quay tiếp cho các bạn xem nha. À, các bạn, đây bây giờ hiện tại là về hết rồi. Chỉ còn có ông anh này hồi nãy xuống cuối cùng á. Đó, về hết rồi nè các bạn ơi. Giờ còn có cây của ổng nè. Cây mình đứt chì, đứt thẻo, đứt này đứt kia hết. Mình dẹp luôn rồi. Mình kết thúc video luôn nha. Bye bye các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã xem ủng hộ kênh nha.